Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ trả lời một số câu hỏi của các bác nhà vườn mới làm năm đầu cũng như năm thứ hai, và các bác có số lượng từ 1 cho đến 5 đến 10 cây tại nhà. Là cách lấy quả, cách chăm sóc bật nộc ra hoa và cũng như nộc vọt, nộc cơ là như thế nào. Thì hôm nay em xin chia sẻ. Đầu tiên là em xin chia sẻ về thời gian, thời điểm lấy hoa và làm thế nào cho cây ra hoa. Sau thứ hai là cây chăm sóc ổn định cũng như là có nộc cờ, nộc vọt. Thì đầu tiên là em xin chia sẻ là như này. Nhiều bác làm mà có gọi là một vài cây ở nhà ấy, các bác hỏi là cắt nước là như thế nào và làm cho cây bật nộc như thế nào. Thì bây giờ như cây của hoa như thế này, muốn xử lý cây mà ra hoa kẽ lá như thế này, đây là gọi là hoa kẽ lá, còn hoa như thế này gọi là hoa đầu nộc. Thì em cũng xin nói luôn nhá, hoa kẽ lá như thế này các bác hiểu câu em gọi là cắt nước, có nghĩa là không tưới nước như em thường nói là từ 3 cho đến 4 ngày. Thì mình bây giờ nó rất là khó, nếu mà thời tiết mà mưa nhiều, độ ẩm cao thì cây cũng không thể héo được, nên là mình không thể nói là cắt nước 3 hay 4 ngày. Nên là em cũng xin tư vấn rằng là để cây héo khoảng 3 đến 4 ngày xong tưới nước lại, thì là cây khoảng tầm 15 cho đến 20 ngày sau nó sẽ ra hoa. Nếu mà cây các bác mà để khô héo mà kiệt quá khoảng tầm 4 đến 5 ngày thì cây nó sẽ ra hoa kẽ. Nó sẽ ra hoa kẽ như này, là trung bình là héo khoảng 4 đến 5 ngày là đấy, kiệt cây thì nó sẽ ra hoa kẽ. Còn đối với mình cắt nước héo khoảng 2 đến 3 ngày thì nó sẽ ra hoa đầu nộc như này. Còn các bác tự tính có cái tính như nào. Có nghĩa là trung bình ấy, nó phải do được cây khỏe và cây yếu nữa. Nếu đối với cây yếu không cắt nước cây vẫn ra hoa bình thường, cũng có thể là ra hoa kẽ và có thể cả ra hoa đầu nộc. Thì đối với các cây là cây yếu là tự ra hoa, còn đối với những cây khỏe nó sẽ bắn nộc chay, là có nghĩa là mình vẫn chăm sóc bình thường mình không cắt nước, thì thường là nó sẽ ra hoa, sẽ điểm ít hơn. Cũng như cái cây này của em đây, cây này của em là hôm vừa rồi là nó thừa, nên cái chỗ này em nhìn bị sâu nó cắn, mới bấm được khoảng tầm có 5 ngày này. Đấy, 5 ngày thôi nó đang lên như cùng cái này này, thì nó bị sâu cắn. Em bấm đi mà bấm vừa bấm đi này, thì các bác hình dung là như cái nộc này mà em nói là tháng đầu tháng 7 mình cắt đi, thì các cái nộc này lên rất là to và dài luôn, có thể là nó lên cả mét, mà cũng có thể nó lên chỉ tầm 4-50 phân thôi, nhưng nó nối lại nó là nộc nạ mới thì cây sẽ đẹp hơn, nó sẽ lên như thế này. Đấy, nó sẽ noi thoi, nó trội ra thì nó sẽ cây rất là đẹp. Nên là cách làm cờ này thì em bảo, em cũng nói rất là nhiều bác rồi, là cây là mình phải tính là nực cây nó phải khỏe thì mình làm nó mới dễ làm. Còn không các bác, quan trọng là nực cây nó phải xanh. Đấy, nó phải là xanh khỏe mình cứ lấy quả. Còn đây là nô dù 50 của em. Cây này bắt đầu vẫn đang ra nộc 2, nhưng mà đợt cuối nộc 1 ấy em để nó cằn khô để cho nộc 2 nó ra hoa. Chứ còn cây này của em mà em chăm thẳng tay luôn mà cho ăn là cây này không có hoa nào. Em đưa nước đợt ý là nắng em bảo kệ, cuối nộc 1 rồi cho đóng lá. Còn những cái nộc mà như em nói này, nó trội từ nộc trong nộc 1 ấy, khi nộc 2 nó bắn ở thân ra, nó bắn một phát thôi đấy rồi. Nó bắn một nạch lên, đến đây là hết nộc 1. Nhưng mà bắt đầu bây giờ lại đang nối nộc 2. Đấy, đang nối nộc 2 nó bắt đầu lại búp như này. Thì cái có nghĩa là cái này mình mà có nuôi, mình không vật đi, mình không cắt, mình không để quả, thì sau này cái này nó sẽ dài cả mét. Nhưng cái này sau này nó gầy lắm, nó gầy, nó không phải là bắn một chốt. Những cái nộc mà nó bắn một lần lên thôi, nó bắn chỉ một phát thôi nên cả mét, mét rưỡi. Đấy mới là nộc vọt, nộc cờ. Chứ còn để nối này ấy, cũng là bình thường. Còn về giải thích của lấy nộc này ấy, nó rất là logic và phức tạp. Rất là nhiều bác làm quất lâu năm rồi cũng chỉ mong làm sao được. Bây thứ nhất ấy là lá xanh quả to thôi.
Đây là nô này của em là nô bị kẹt. Kẹt như nào, có nghĩa là lúc cuối lúc một ấy là em lăn tăn là em làm muộn. Cây này em làm cuối tháng 2 âm lịch. Cuối tháng 2 âm lịch. Năm nay nói chung là khi em làm xong tay nô này là em gần như là tỷ lệ các cây rơi rớt là em làm gần đến dỗ tổ vua Hùng mùng 10 tháng 3. Nên là cây bây giờ bắt đầu mới ổn định, gọi là nộc hai. Nộc hai nên là nô này của em là nhiều khi anh em bạn bè em mới hay nói là năm nay em có nô dù này nó hơi kẹt một chút. Nhưng mà thôi, lấy quả kẹt thì phải lấy quả sớm, lấy một ít quả của tháng 4. Chứ còn là sang tháng 5, tháng 6 này cây nó không ổn định, đến lúc cuối năm mà lấy cờ nó hơi vất vả. Vì lúc ấy mình mà xử lý cắt nước cây nó yếu quá, mình cắt nước cây nó yếu quá thì không lên được cờ. Nên là cứ lấy quả cho chắc đó. Sau này cây nào lên được thì lên, không lên được thì bao giờ cũng sẽ có nộc trội lên 5-60 phân là được. Ví dụ sang đến tháng 6, tháng 7 ấy, mình mà xử lý nó không lên được cờ 1 mét thì nó cũng sẽ có các cái nộc như thế này. Đấy, đây nó chỉ bắn một lần thôi. Đấy là gọi là nộc tầm 6-70 phân thì nó cứ lên như này là được. Đấy, nó bắn ra như này thì nộc nả mới thì cây rất là đẹp. Nói chung ấy thì hôm nay em chia sẻ là cái thời gian cắt nước của các bác. Cắt kiệt thì nó ra hoa kẽ, mà cắt khoảng tầm héo thì 2-3 ngày, có nghĩa là cứ nhìn cây héo khoảng tầm 2-3 ngày thì cây nó sẽ ra hoa đầu nộc. Mà cắt héo 4-5 ngày thì nó chắc chắn ra hoa kẽ. Có nghĩa là cứ còn về nộc cờ thì các bác phải lấy được hoa sớm, cây ổn định. Hoa tháng 5 và cuối tháng 4 thì sau này tầm sang đến tầm cuối tháng 6 đầu 7 thì mình xử lý làm cờ nó sẽ dễ dàng hơn. Vì lúc ý cây không bị chột. Đấy là em kết luận và cũng tổng kết như thế. Thì đây là em lấy kinh nghiệm của em chia sẻ là những năm em làm là em chia sẻ với các bác, chứ không phải là em đi nghe người ta nói. Mình thực tế là mình phải làm của nhà, rút kinh nghiệm ra và mình chia sẻ. Còn nhiều bác làm cây rất là đẹp luôn, nhưng mà vào vườn hỏi nhiều bác bảo là ui rồi cây tôi ngày tưới 3 lần. Nói thế rất là khó. Nô trọng nhựa của em làm hôm mùng 10 tháng 3 âm lịch này, bây giờ bắt đầu đang lên nộc rồi. Đấy, mùng 10 tháng 3 âm lịch, bây giờ bắt đầu cũng đang lên nộc 2, bắt đầu bánh tẻ. Cây này khoảng tầm 3-4 ngày nữa nặng lên là em cắt nước. Cây này cắt nước khoảng tầm vào hôm nay mùng 5 thì cắt nước hôm khoảng tầm mùng 7, mùng 8 rồi để trả nắng xem thời tiết là nắng lên. Thì cắt nước là cuối tháng 5 này nó cũng ra hoa thôi. Còn chia sẻ với các bác thích hàng bonsai loại nhỏ, năm nay em cũng có ít hút nộc nhỏ con này. Cũng không biết là trồng vào miệng thì mình nhìn thấy nó quen mắt quá. Thì năm nay em trồng từ dưới đáy trồng lên này. Sau này cây này vẫn đầy bàn uống nước bình thường. Bây em đang kê như này thôi, chứ còn sau này là vẫn kê bình thường. Cái vò này các bác vẫn có thể là trang trí cắm hoa hoặc là bất kỳ một cái gì vào. Đấy, em trồng từ dưới nỗ này, em cắt một nỗ dưới đáy để chia sẻ đến các bác. Như ví dụ là như cây này này, các bác nhìn như thế này thôi, nhìn rất bình thường thôi. Nhưng mà cuối năm ấy là tác phẩm này em chơi là nó sẽ nằm nghiêng lên, như nó nghiêng lên, có nghĩa là nó hơi như thế này này. Đấy, máy quay em quay nó bây giờ đang buộc dây tự động rồi nên là không nghiêng được. Còn nói về làm hoa thì các bác nhà vườn thì biết rồi. Chỉ đối với các bác có những cây tận dụng lại sau Tết thôi thì các bác chưa hiểu lắm về phần cắt nước. Còn nói về phần chăm sóc ấy thì đây, như của em này, em cho mùn sừng này, đỗ tương này, năm nay em có rắc thêm sừng mảnh. Các bác có ít thì có thể là rắc mỗi cây khoảng tầm 5-7 hạt NPK thôi nhá. 5-7 hạt thôi, không phải tưới mà rắc thẳng vào trực tiếp. Còn các bác nhà vườn thì các bác tự biết rồi, các bác rất là nhiều loại phân thuốc. Là như cứ ví dụ là ở dưới rắc phân Zinan, tưới Comix định kỳ 1 tuần 10 ngày.
lại cho ăn một lần thì cây rất là đảm bảo. Tránh cờ nếp là dài, các bác nghe nhàm. Đấy, còn chỗ nào em nói bị thiếu và các bác chưa hiểu, bình luận bên dưới em trả lời tất cả các bác. Còn các câu hỏi nào mà khó giải thích quá, vì nhiều khi bình luận mình viết nó dài quá, nó khó, thì em sẽ tổng hợp lại. Mấy ngày sau em sẽ lại làm clip em chia sẻ đến tất cả các bác. Chúc các bác xem clip vui vẻ. Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em. Còn tắt được hoa như thế này rồi, trung bình dao động nếu hoa kẽ khoảng tầm 25 đến 30 ngày nó sẽ thành hình thành quả con như thế này. Đấy là các bác cắt nước khoảng kiệt cây ấy, thì ra hoa kẽ. Còn nực cây khỏe nó vẫn ra hoa đồng độc như thế này. Còn các câu hỏi của các bác nhà vườn cũng như là rất là nhiều bác quan tâm là làm sao để cho cây lên được các cái nọc cờ nọc vọt như thế này. Đấy, ví dụ từ trong thân cây này nó bắn lên này khoảng tầm 6-70 phân, có thể là lên được cả mét. Thì cái này ấy, em giải thích nó rất là dài, em chỉ tóm tắt lại thôi. Đối với cây mà mình chưa lấy được quả như thế này, gọi là em đang trong thời kỳ lấy quả mà nọc nó lên như thế này. Đấy, nọc nó lên như thế này ấy, thì là quả bao giờ nó có tỷ lệ nó chậm lớn. Nếu nớp sau cái nớp mà bây giờ khoảng tầm 1 tháng nữa, các quả này mà tầm như hạt đỗ tương, như hạt đỗ tương mà như ngón tay út, gọi là bé hơn ấy, như hạt đỗ tương ấy, thì là quả rất chậm lớn khi nuôi các cái nọc này. Nọc này ấy, gần như là nó chỉ là tầm này thôi, sau này nó còn nối, nó nối nó có dài ra nữa cả 1 mét. Nọc nó rất là gầy và nó neo heo. Thì sang tầm cuối tháng 6 đầu tháng 7 là em sẽ xén đi. Xén đi. Thứ nhất là lúc ý bắt đầu là mình để nuôi quả cho quả nhanh lớn. Thứ hai, nực cây khỏe bắt đầu nó mới nối từ cái nọc này này, nó mới vọt lên. Nó tức nó sẽ vọt lên, sẽ có cái dài cả mét. Đấy là cách lấy nọc vọt, nọc cờ. Nhưng đầu tiên các bác là phải lấy được quả tháng 4 và tháng 5. Thì sang tháng 6, tháng 7 này cây nó ổn định, thì cây bắn nọc vọt, nọc cờ này nên là rất là dễ. Chứ còn các bác bảo là tôi lấy hoa tháng 6 và lấy hoa lấy quả tháng 7, tầm tháng 6 tôi cắt nước tôi xử lý, thì nói thực tế ra là những cây khỏe lắm thì sang tháng 6 lấy hoa mới bắn được nọc cờ của tháng 7, tháng 8. Chứ còn ấy, tháng 6 các bác cắt nước, cây nó bị chột rồi, nó ổn định, nó không có, nó gọi là không ổn định cây. Cây nó bị cắt nước, bị bó rễ, cây nó yếu lại. Thì sang tháng 7, tháng 8 để cây lên các cái nọc như thế này thì là rất là khó. Nó khó, gọi là có lên nhưng mà nó lên không đáng kể. Nhưng mà khi mình là lấy quả ổn định như thế này rồi thì những các cái nọc như thế này ấy, sau này nó lên rất là đều và nhiều luôn. Như cây này của em ấy là lấy hoa là của tháng 4, thì hôm nay mùng 5 tháng 5 rồi là đã tắt, bắt đầu đang tắt hoa rồi. Đấy. Còn như bên này đây là nô dù 50 của em, đây đằng sau nưng này. Đằng sau nưng cây của dù 50. Đây này. Hiện tại là cây của em đang vào thời kỳ lấy hoa lấy quả mà nọc nó vẫn lên này. Đấy, nọc lên rất là dài. Gần như là cây nào nó cũng có thôi. Còn đối với các bác cứ lấy quả ổn định xong, cây chăm sóc không cắt nước, không chạm rễ, thì cây nó lên tầm tháng 7 nó lên rất là đều và đẹp luôn. Nói chung ấy là em chia sẻ là tại vườn nhà em mà cũng chia sẻ những gì em biết thôi. Còn các bác làm quất, nhiều bác có kinh nghiệm nhiều hơn thì các bác không quan tâm vào các cái điểm này. Nói chung là nhiều khi mình cũng quay lên này ấy, là thực tế là rất là thật thà. Mình chia sẻ mình cách làm, mình cho đi các cách làm của mình để sau này mình nhận lại cái khác. Chứ còn mình cũng không phải quan tâm là mình nhận lại các như các bác lại bảo là tôi cho lại ông cách chăm sóc cái này cái kia. Thực tế là sau này ra ngoài mình rất là nhiều cái mình cần học hỏi ấy. Nên là hôm nay em chia sẻ cách là muốn lấy được nọc cờ nọc măng của hoa, nọc cờ nọc măng ấy, của nọc, gọi là nọc vọt, nhiều bác gọi nọc vọt nhưng em gọi là nọc cờ. Như các cái này ấy là nọc cờ, nhưng mà cái này sau này tầm tháng 7 em sẽ cắt ngang đi. Cũng có thể những cái đẹp em vẫn để nối,
Thì tại sao? Tầm tháng 5, tháng 6 nó nuôi quả. Mình nuôi này quả nó hay bị nhỏ và nó bị đẩy. Nên là thường là tầm này nó bắn ra thì thôi mình cứ để. Sau này mình xử lý, mình cắt ra bớt đi, mình chỉ nuôi gọi là 1-2 cái thôi. Còn đây là như nô bề của em này, đã lấy đủ quả rồi này. Đấy, nô bề này của em mà lấy đủ quả thì trong thời kỳ đang lấy quả này mà gọi là độc hai, mà nó bắn lên được các cái chốt cờ này thì mình vẫn để. Sau này có thể mình nuôi 1-2 cái. Còn đến tầm tháng 7 mà mình mà lấy đồng loạt mà cờ lên cả cây thì mình sẽ bấm tỉa rất nhiều. Nó cũng như cây này, ví dụ em nói đây là cây bể. Hiện tại cây này như này là em là đủ quả. Thì như cái này này, đây là nộc thừa này. Mình có thể xén lên đây đi. Cắt đi, nhưng mà cắt là cắt tháng 7 nhá. Đến lúc ấy là lấy nộc của tháng 8. Nếu mà nộc như thế này mà không bắn được cờ ra từ nối cái điểm này và bắn ở thân nữa thì chắc chắn nó sẽ ra lại một cái nộc khoảng tầm 2 đến 30 phân một là hoa của tháng 7. Hai là nó sẽ giả lại nộc cũng như này thôi, nó nối lại nó cũng vẫn giả lại thôi, nhưng mà lúc ý là tháng 7 tháng 8 nó sẽ ra nộc nà mới. Cây này của em là hôm vừa rồi là em xử lý lấy quả của tháng 4 nên là cây khi bắt đầu mình hãm lấy quả này thì bắt đầu cây nó mới phá lên như này. Nhưng mà phá cùng thời điểm này thì hoa mình không sợ đẩy. Nhưng mà sau này sang tháng 5, tháng 6 sắp tới, cây này của em sẽ FC, gọi là FGA3 ấy, để cho quả nó không bị có độc chèn. Thì lúc ý các cái độc này mình không quan trọng lắm, sau này có thể mình xén đi. Cây như cây thế này ấy, thì hôm nay em chia sẻ là muốn lấy được nộc cờ của các bác nhà vườn ấy có hỏi, thì gần như là trước mắt các bác phải lấy quả của tháng 4 và tháng 5 ổn định. Thì sang đến tháng 7 các bác cắt tỉa, ví dụ là cây vẫn bằng như thế này, các bác có thể là cắt bớt, tỉa bớt quả đi, cắt sâu vào tận đồng 1 như này này. Thì lúc ý là phải cây đủ quả nhá, thì các bác cắt đi, một là sẽ ra là nộc hoa của tháng 7, hai là nó sẽ có nộc trội như thế này. Đấy, nó sẽ ra nộc trội để nó ra nà mới của tháng 7 và nộc tháng 8. Cây đủ quả và sai quả thì các bác mới tỉa được, chứ cây mà thưa quả rào rào và cây yếu cắt nó chỉ ra hoa thôi chứ nó cũng không ra được đồng đều.